Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, tòa án nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thi hành án 9 tháng tù đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, 32 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo, về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời đã có thông báo gửi đến Trang. Trước đó Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. Sau khi xác minh, tòa án nhân dân quận 10 có thông báo đến Trang rằng đơn yêu cầu xin hoãn của bị cáo không được chấp nhận và ra quyết định thi hành án. Tháng 9 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án 9 tháng tù đối với Trang Nemo, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam một năm tù về tội gây dối trật tự công cộng. Sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án, hồ sơ đã chuyển về Tòa án Nhân dân Quận 1 để tòa này tiếp tục thụ lý trở lại và ra quyết định thi hành án đối với Trang Nemo. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tòa án nhân dân quận 1 đã ra quyết định và làm thủ tục ủy thác sang tòa án nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để tòa quận 10 ra quyết định thi hành án đối với Trang, theo nội dung vụ án do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 15 giờ ngày 16 tháng 1, My cùng Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Khoảng 15 giờ khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh khanh. Toàn bộ sự việc được trang livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đà. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng. Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ bắn nhau là một người tử vong, ba người bị thương trước quán karaoke XO. Tuy nhiên, do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại diện hợp pháp cho bị hại vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa nên hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến thời gian phiên tòa sẽ được mở lại từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa, 24 tuổi, và Dương Minh Nhật, 20 tuổi, hẹn nhau đến quán karaoke XO, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho để giải quyết mâu thuẫn. Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Nghĩa và Nguyễn Thanh Triều, biệt danh là Triều Điên, cùng một nhóm người hát tại quán karaoke XO. Lúc này, Nguyễn Thanh Hải, biệt danh là Hải Bạch, ngụ thành phố Mỹ Tho, nhật cùng nguyễn tấn anh quốc và năm người khác đến quán karaoke xo và xảy ra sâu sát đánh bắn nhau với nhóm của triều điên triều bị cáo buộc đã dùng súng bắn nguyễn thanh hải tử vong ngay sau đó cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc bắt giữ nguyễn thanh triều và các đối tượng liên quan để điều tra đưa ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều trung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là tù trung thân. 21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm và cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng, chưa tìm được vật chứng quan trọng của vụ án là khẩu súng được xác định đã bắn chết Hải Bạch, án sơ thẩm thể hiện chiều khai vứt khẩu súng này xuống sông để phi tang. Quá trình điều tra chưa thực nghiệm điều tra, chưa xác định rõ người trực tiếp gây ra cái chết cho Hải Bạch. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 2 tới sẽ đưa ra xét xử Trương Quang Việt, sinh năm 1973, cựu giám đốc CDC Hà Nội và Lê Minh Tuyến, sinh năm 1974, cựu trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án này được cơ quan tố tụng xác định gây thiệt hại cho ngân sách hơn 9,1 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện, năm 2020, CDC Hà Nội tổ chức đấu thầu mua 28.300 kit xét nghiệm với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Lúc này bị cáo Trương Quang Việt là chủ tịch hội đồng mua sắm có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng phê duyệt thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm COVID-19. Bị cáo Việt tạo điều kiện cho Việt Á nên hướng dẫn cấp dưới xây dựng hồ sơ mua dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á nhằm đảm bảo doanh nghiệp này trúng thầu. Lê Minh Tuyến là thành viên hội đồng mua sắm, biết việc CDC Hà Nội xây dựng thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm COVID-19 đưa ra đấu thầu dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á sản xuất. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của Trương Quang Việt và Lê Minh Tuyến vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 9,1 tỷ đồng. Sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền gói thầu, Phan Quốc Việt đã chi cho CDC Hà Nội 8% hoa hồng tương ứng hơn 1,3 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo Trương Quang Việt được 500 triệu đồng và Tuyến nhận 831 triệu đồng. Ngoài việc mua sắm nêu trên, Người tiền nhiệm tại CDC Hà Nội của Trương Quang Việt là ông Nguyễn Nhật Cảm cũng mua hàng của công ty Việt Á tổng số hơn 61.000 kit test. Đến nay CDC Hà Nội chưa thanh toán số này nên cơ quan tố tụng cho rằng chưa xác định được thiệt hại cho ngân sách. Năm 2021, ông Cảm đã bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù vì vi phạm đấu thầu trong quá trình mua sắm máy móc, vật tư phòng chống Covid-19. Thưa quý vị, Vietnam Airlines cho biết gần đây nhiều hành khách phản ánh bị mất trộm đồ trong hành lý sách tay đã có một số vụ việc được tiếp viên ngăn chặn thành công. Cụ thể trên một chuyến bay từ Hồng Kông Trung Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2023, tiếp viên trưởng phát hiện một đối tượng khả nghi di chuyển lên lối đi và lấy một ba lô màu đen tại hàng 19. Tiếp viên trưởng đã cảnh giác chủ động hỏi han và ngăn chặn kịp thời người này không thể thực hiện được hành vi xấu. Sau đó, một hành khách khác ngồi ghế 19A xác nhận đó là ba lô của mình. Rất may, tất cả hành lý vẫn còn nguyên vẹn tổ bay đã cảnh báo thông tin về đối tượng khả nghi tới hệ thống. Vụ việc thứ hai là trên một chuyến bay từ Hồng Kông, Trung Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh gần đây, xuất hiện một nhóm có khoảng từ 4 đến 5 người thường xuyên di chuyển, đổi chỗ trong khoang khách để hành lý của họ từ ngăn đựng hành lý này qua ngăn đựng hành lý khác và tìm cách đánh lạc sự chú ý của tiếp viên. Nhận thấy các đối tượng có dấu hiệu khả nghi, tổ tiếp viên đã bố trí riêng một tiếp viên quan sát nhóm hành khách này hỏi han ngay mỗi khi họ di chuyển lấy hành lý. Vì thế, chuyến bay đã diễn ra suôn sẻ và không có hành khách phản ánh mất đồ. Theo Vietnam Airlines, các đối tượng có tiền sử trộm cắp trên máy bay sẽ bị đưa vào danh sách từ chối vận chuyển Blacklist hoặc cảnh báo Watchlist trên toàn bộ hệ thống đặt chỗ bán vé phục vụ mặt đất phi hành đoàn sẽ lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện có hành vi trộm cắp trên máy bay. Thưa quý vị, những chiếc điện thoại vơ tu tiền tỷ cũ chỉ hỗ trợ 2G sẽ trở thành cục gạch và không còn giá trị sử dụng khi lộ trình cắt sóng 2G hoàn tất. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Việt Nam sẽ chặn máy 2G không hợp chuẩn. Hiện tại, sóng 2G đang yếu dần và khi lộ trình kết thúc, các dòng điện thoại thuần 2G tại Việt Nam sẽ không còn giá trị sử dụng nữa và nhiều thiết bị vơ tu có giá cả tỷ đồng đang sử dụng 2G có nguy cơ trở thành cục gạch nếu không được thay thế bằng các sản phẩm 4G hợp chuẩn đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Về phía vơ tu, thời gian gần đây, thương hiệu này liên tục mạnh tay khóa các máy không được phân phối chính thức tại Việt Nam. Động thái mạnh mẽ này là minh chứng cho việc Vertu đang ngày càng thắt chặt việc kiểm soát các sản phẩm không chính thức phân phối tại Việt Nam. Trước hiện trạng mạng 2G đang dần dừng hoạt động, người dùng điện thoại Vertu đời cũ, đặc biệt là các mẫu Signature chỉ hỗ trợ 2G, 3G nên đổi mới sang những mẫu Vertu được trang bị băng tần cao hơn để tránh tình trạng chiếc Signature hay smartphone Vertu của mình bỗng dưng hóa thành cục gạch đúng nghĩa.